Chào mọi người, mình là Trung, kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người đây, chẳng này cây cần đây. Đầu tiên, mình sẽ giới thiệu với mọi người cây cần này đây. Cần này dài 2m05 đấy, dài 2m05 cân nặng là 220g. Còn đường kính độc đỉnh của nó là 2,1 ly nha mọi người, 2,1 ly đây, cần luôn đây. Đấy. Thông số luôn này đây nha mọi người, đây, thông số của nó đấy. Phan này y nguyên nha mọi người. Cần này chỉ có cái đầu bu trên này là nó mắc đá thôi, đầu bu trên này mắc đá nhé. Mọi người về có thể thay cái đầu bu khác. Đấy. Cần số 1. Cần số 1, cái cần này giá 400 nha mọi người. Số 1. Cần giá 400. Tiếp theo, cần lua tiếp theo. Cái cần này dài 1m82 nha mọi người. Đây, cân nặng là 140g, đường kính độc đỉnh là 2,2 ly. Đấy. Bách vặn này. Đấy. Đấy, thông số lua của nó. Thông số của nó đây nha mọi người. Đấy. Phan này, phan còn đẹp nhé. Cần này còn đẹp chưa cơ. Thứ hai, cần số 2 giá 400. Đấy. Số 3 và cây này cũng cần lua, dài 1m8, thu vào không có 1m8, cây này y một đoạn thôi. Cần này cần carbon nha mọi người, cần carbon. Cân nặng của nó là 120g, 20g. Đường kính độc đỉnh của nó là 2,2 ly. Đấy. Carbon nó phíp ra, cái này là phíp. Mọi người nhìn chất liệu ra thử phíp và carbon. Theo mình nghĩ là, theo mình nhìn thì đai hình như là phíp chứ không phải carbon nha mọi người, phíp chứ không phải carbon đâu. Có cái thông số của nó đây, thông số made in Philippines này, nó lua lua này đây nhá, like cây trong bụi đây, khoang này kinh. Chăng một cái rỉ dưới chăng này. Đấy. Đấy, mọi người. Đấy, mình cho mọi người coi hết ngoại hình cái cần rồi. Cái cần này số 3.
Cái gần này 500 nha mọi người, 500. Số 3 500. Tiếp theo cái gần thứ tư. Từ này. Cái gần này dài 1,5 m. Cần cái hai đọt đây nha mọi người. Nhìn lạ lạ. Cần này nhìn là lạ nha mọi người, đây, dài 1,5 m này, này cũng không rõ nữa là, đây mọi người nhìn xem thử, cái đọt này không biết có phải là của nó không, nhưng mà theo mình thấy thì nó hơi lạ lạ nhé. Đây trước tiên là này, dài của chiều dài của nó là 1,5 m nhé, thu vào ngắn nhất là 86 cm, còn cái đường kính đọc đỉnh là 0,9 ly. Đấy. Cân nặng của nó là 140 g. Đấy, này. Đoạn đuôi. Mình thấy cái này có vẻ là lạ mà chắc không phải của nó rồi. Cái này người ta ghép như thế này nha mọi người. Đấy. Đấy, người ta ghép như thế này thôi. Đây. Khoan này. Khoan qua kim loại luôn nhé. Cái này bán với giá 200 nha mọi người. Cần này chắc là có chế rồi. Đấy. Khoan kim loại nha mọi người. Khoan kim loại luôn. Đấy. Đấy. Cần này số 4. Số 4. 200 nha mọi người. 200. Tiếp theo càng số 5. 5 là cái càng này. Đấy. Bát Fuji. Đấy. Phan này. Phan còn đẹp nhé. Ba cái phan và một đầu bu, ba phan và một đầu bu nha mọi người. Đấy. Đây, đầu bu. Ok. Cái cần này dài 1,4 m, cân nặng là 120 g, đường kính của cái đọt đỉnh là 1,2 ly nha mọi người. Đấy. Con này cây số 4, số 5. Nằm bán 280 nha mọi người. Tiếp theo là cái cần số 6. Đó, cái cần này dài 7,8 m, thu vào ngắn nhất của nó là 1,36 m, đường kính đọc đỉnh của nó là 1,5 ly, cân nặng của nó là 860 g. Dễ coi nhé. Hôm nay chắc có bị nứt gãy gì, người ta quấn keo, người ta quấn cước, người ta dán keo rồi nha mọi người, yên tâm nhé. Đấy. Xước này.
Dễ xước. Chỗ này nứt bể này người ta quấn cước xong người ta dán keo rồi nha mọi người, tô keo rồi. Đấy. Ok rồi nha mọi người, rồi thấy cái càng này. Hai chỗ nứt bể lại thì cái càng này càng này càng số số 6 nha mọi người. Cái càng này mình bán với giá 450.000 nha mọi người, số 6 450.000. Tiếp theo cần số 7, cần số 7 là cần để đây là cần gì để nhìn nhé. Cần số 7 này nó dài 2m1, thu vào ngắn nhất của nó là 1m19 nha mọi người. Đường kính độc đỉnh của nó là 2,9 ly, cân nặng của nó là 100g. Máy nằm ở cuối cần nhé, máy nằm ở cuối cần đây, hai đoạn thì mình để như thế này qua cho mọi người luôn, không tháo ra nữa. Đây. Khoan của nó này, khoan kim loại này. Đấy. Chỗ này là cái móc để móc cái lưỡi cao vào lúc mà mình thu cần hay sao rồi. Đấy. Này chất liệu là phíp rồi. Đấy. Cuối này, đoạn cuối này nó hơi bị vẹo một tí rồi người bẻ lại nhá. Đây này. Đấy, khoan nó đấy. Rồi, đầu bu đây. Nha mọi người vừa coi xong cái cần này rồi. Thì cái cần này là số 7. Số 7. Giá 150.000. Vậy 150.000 nha mọi người. Tiếp theo là cần số 8. Số 8 này cần này. Đây. Cần dài 42, thu vào ngắn nhất là 41cm. Đường kính độc đỉnh của nó là 0,9 ly, cân nặng là 280g. Liệu là phía cái này, cái này cần này như người ta có thay cái lóng này rồi, lóng vô này người ta thay rồi nha mọi người. Đây. Tiếp theo cái lóng này người ta cũng thay này, đấy, người ta thay hai lóng rồi, mình thấy người ta thay hai lóng rồi, thấy nha mọi người. Ok, hãy cho cặp.
Ok rồi. Cái cần này cần số 8. Cần này bán 280. 280. Đấy, có chế là 280. Tiếp theo. Cần số 9 là cần này. Dài 2m4, thu vào ngắn nhất là 1m26, đường kính đồng đỉnh của nó là 1,1 ly, cân nặng của nó là 160g. Đó, này, Bát Fuji. Đấy, FS6. Đấy, Olympic nha mọi người, càng này càng Olympic. Đấy, Olympic. Kiểu cần tay trợ máy á. Này. Này, cái phang chỗ này nó bị đứt chỗ này rồi nha mọi người. Phang chỗ này nó bị đứt rồi này. Đấy. Đấy, cái phang chỗ này toàn phang kim loại hết nha mọi người, phang kim loại hết. Làm chắc chưa? Này, đi theo dây nhựa, đi theo đường này luôn. Cái này nhìn nó đã này. Cái này máy nó quấn. Đang kim loại trơn luôn. Chỗ này là rớt không có phao đâu. Dạ, 24 nha mọi người. Cần là không biết có phải vị chế chỗ đó không mà mình thấy nó hở hở, nhìn rất là khó chịu. Đấy. Như ngoại hình thì mình coi, mình qua cho mọi người coi đó thì mọi người thấy thì mọi người biết nha mọi người. Chứ còn giờ thật ra mình cũng không chuyên về cần lắm này. Nhìn ra cũng không được rõ cho lắm. Cái này số 9 giá 200 nữa. Số 9 giá 200. Này, số 9 200. Okay. Số 10 là cái cần này. Đây, cái cần này thì bị hư mất cái nút đại dưới này rồi. Giờ 21, thu vào ngắn nhất của nó là 56cm, đường kính độc đỉnh là 2,1 ly, cân nặng là 120g, giá tiền là 180.000. Đấy. Còn này, phan này, phan thì nó bị rỉ phần kim loại nha mọi người, còn phần đá thì biết là đá thì đâu có rỉ đâu. Đấy. Về đánh rỉ không rồi thay phan được. Ok nha mọi người. Còn là cần số 10. Số 10. Cần này giá 180.000. 180.000 nha mọi người. Tiếp theo là cái cần này. Đây, cần này. Cần hai đoạn nha mọi người, hai đoạn đây. Mọi người coi luôn. Dài 1m6, thu vào ngắn nhất của nó là 84cm. Đường kính độc đỉnh của nó là 2,4 ly, cân nặng là 140g. Đấy. Đây. Chỗ này còn
cọc sợi cước đây. Nhận ra đây. Đấy, phang nha mọi người. Nó có ba cái phang và một đầu bu, thì đầu bu thì bị gãy rồi. Đầu bu nó bị gãy cái phang ra, gãy cái đầu bu chỗ này rồi nha mọi người. Còn ba cái phang thì vẫn còn. Đấy. Cái này mình bán với giá 100.000. Cái này số 11. 11. 100.000. Cái số 12. 12 là cái cần hai đoạn này luôn. Dài 1m6. Thu vào ngắn nhất của nó là 83 cm, đường kính đột đỉnh của nó là 2,5 ly, cân nặng là 180 g, giá tiền là 150.000. Đây, 150.000. Đấy, phang của nó này, phang kim loại nhé. Đấy, phang kim loại. Ok. Đấy, một cái phang chỗ này bị đứt nhé. Đầu bu thì còn. Đấy, phang đầu bu thì còn. Hơi dĩ một tí mọi người về đánh cho lại ta nhé. Hơi dĩ một tí. Đấy. Số 12. 12. 150.000 nha mọi người. 12. 150.000. Số 13 là cây cần này. Đây, 13 là cây cần này. Cần này thì mình thấy chất liệu nó rằn 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 giống như carbon á, còn không biết có phải không. Đây, dài 2m45, cân nặng của nó là 110 g, thu vào ngắn nhất của nó là 1,28 m. Đây, đường kính đột đỉnh của nó là 1,9 ly. Đấy, hai đoạn này cho mọi người coi luôn, hai đoạn này. Đấy. Phang của nó còn ok luôn nha mọi người. Đây là phang cuối, phang cuối ở cái này. Những cái phang của đọc trên cùng này. Đấy. Phang sổ là giữ ăn chắc. Chỗ này mất một cái phang nha mọi người. Hai cái phang kế cái đầu bu bị mất. Đấy. Đầu bu thì còn nha mọi người. Đầu bu, phang đầu bu còn. Cái này cái số, cái này là chất liệu nhìn lên thế này, ra này, người thấy không? Nó carbon luôn á, carbon nó phun sơn lên rồi nên thành ra nó mờ. Đấy. Cái này số 13. 13. 350.000. 13, 350.000 cho người. Số 14 là cái cần này, dính sơn tùm lum luôn. Cần này dài 2m2, thu vào ngắn nhất của nó là 82 cm, đường kính đột đỉnh của nó là 3 ly, còn cân nặng của nó là 200 g. Đây, cần này 3 đoạn nha mọi người, 3 đoạn. Đây. Đây, dính sơn tùm lum nha mọi người. Mình bán gì cái giá 100.000 thôi mà nó bị gãy một đoạn độc rồi nha mọi người, gãy một đoạn độc này. Đây. Đây. Đây này, gãy một đoạn độc nha mọi người. Đấy, mấy cái phang thì mình thấy còn, mà đoạn độc trên này thì mình thấy gãy rồi đấy. Đấy, cái này mình bán về cho mọi người chế tạo đi, 100.000 nha mọi người. 14. 100.000. 14, 100.000 nha mọi người. Tiếp theo cái 15 là cái cần này. Đấy. Cái cần dài 5m2, thu vào ngắn nhất của nó là 1m02, đường kính đột đỉnh của nó là 1,9 ly, cân nặng là 400 g. Đấy, giá tiền của nó là 250.000. Đây, bát Fuji FX7. Phang này,
này thì tốt nhất mọi người về thay luôn đi, tại vì nó chỗ nó cũng hơi bị nứt này, nứt là còn đá nhưng mà bị nứt nha mọi người. À, có cái có fan gần đầu bu thì mất đá luôn này. Đấy, đa phần là nứt nhé, đa phần là bị nứt nha mọi người, nứt này, đấy, nứt này. Đấy, mọi coi thế về thay dòng fan luôn. Đấy, còn lại giờ trừ mình ngoại hình. Nước sơn thì còn rất đẹp nha mọi người. Sơn ở mấy cái lóng đầm nhìn rất là đẹp. Đấy. Hơi sướt. Đấy. Đây nha mọi người. Giá 250 đấy. Nó mới sai. Rồi về thay luôn dòng fan cho nó đẹp nha mọi người. Cái nó số 15. 15 giá 250. 15 250 nha mọi người. 16 là cái cần này. Đấy. Giá 350 và 5m1, thu và ngắn nhất của nó là 1m06, đường kính độc đỉnh của nó là 100 là 1,6 ly, hồng cân nặng của nó là 440g. Shimano mọi người, càng này càng Shimano. Đấy. Dòng fan này, fan thì có cái mắt đá rồi, đây, coi như là mắt đá này. Đây. Coi có cái nào, à, có cái này bị đứt, mắt đá đứt cái sắt luôn này. Đấy. Còn mấy cái này thì còn khá là ok chứ mọi người, còn khá là ok. Giá là cần là số 16, 350.000 nha mọi người. 16 350.000. Số 17. 17 là cây cần tay này, cần tay dài 6m, thu và ngắn nhất của nó là 1m48. Đường kính độc đỉnh của nó là 2 ly, cân nặng của nó là 580g. Đấy, cần tay mà. Ok nha mọi người, cần tay thì có máy thôi. Mình thì hơi cũ nhưng mà rất là chắc chắn, mà cầm rất là chắc chắn. Số này nhé, cái cần này 400 nha mọi người. Cần này 400 là cái cần số 17. 17 400.
trong cặp đấy. Cái cần số 18 này, số 18 của một cái cần này dài 1m06, cân nặng của nó là 40g, đường kính đột đỉnh của nó là 1.5 ly. Cái cần này mình sẽ tặng theo cái tặng kèm với, khi ai mua cái cần số 6 mình sẽ tặng kèm cái cần này nha mọi người này. Đấy. Vàng. Vàng này. Đấy. 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 Ồ, bị nứt chỗ này rồi mọi người, nứt chỗ này rồi. Mọi người về cuốn cước ra xong nhỏ keo là nó cứ ngắt nha mọi người. Cuốn cước xong nhỏ keo thì nó như thế này thôi. Đấy. 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 Chứ không nó bung như thế này, nó trẻ ra nha mọi người. Đấy. Cần này thôi mình tặng kèm cái cần số 6. Mình ghi là cần số 18 đi. Tặng kèm số 6. Tặng theo 6 nha. Đấy. Đấy. Tặng thêm mua cái cần số 6 này, mua cần số 6 450.000 này, tặng kèm cái cần số 18 nha mọi người. Ok. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Đấy. Mọi người mua hàng thì liên hệ với mình, số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99, mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.